Theo lệnh của ông chủ, cuối tuần này cô không được đi đâu và cũng không được liên lạc với ai hết. Nè, anh đừng có quá đáng nha. Ép tôi quá là tôi bỏ trốn luôn đó. Thưa cô chủ, đợt này đại ca đã dâng thiên la địa vọng bốn phương tám hướng hết rồi. Con bò dù muốn chui qua còn không lọt nó, chứ đừng nói cô chủ. Con muỗi. Dạ. Được. Cái gì vậy? Chỉ là nằm ngửa đi như vậy thôi cho anh thổi mấy cái lưng thôi nè. Đẹp quá à. Bây giờ mấy người rảnh lắm đúng không? Dạ rảnh chứ. Rảnh đúng không? Tụi bay rảnh đúng không? Dạ rảnh. Dạ. Được rồi. Vậy anh cầm hai cái bịch nẹp bánh này lên cho tôi. Mọi người tập trung đây. Bây giờ anh sẽ thảy hết cái bịch bánh này xung quanh tất cả mọi người, truyền qua truyền lại. Nếu như mà tôi đếm 1, 2, 3 ngưng lại, mà trên tay của ai còn bịch bánh thì tự tát lên trên mặt của mình 50 cái. Hả? Thằng nào mà quăng qua tao là tự tát 100 cái. Anh cũng không có ngoại lệ đâu. Thảy đi. Thằng mày quăng qua tao. Nhanh lên, nhanh lên. Chậm quá. Trời ơi, cái gì vậy? Dừng lại. Cho mày quăng xuống mà vậy? Mà. Dừng lại. Ở kia tụi bay dừng mà. Anh đang cầm trên tay bịch bánh đó. Thôi được rồi, tôi cho anh nợ lần này đó. Nếu vậy thì mình phải chơi thêm một trò nữa chứ. Hả? Thì để cho anh trả nợ đó. Bây giờ tôi sẽ đếm từ 1 cho tới 3. Trên tay của các anh phải có ít nhất một miếng thanh long. À, là dược thanh long chứ gì? Thưa cô chủ, sao tôi thấy nó giống như là mình đi giật cô hồn. Cô hồn cái gì mà cô hồn? Dạ anh có muốn chơi không? Dạ rảnh. Rồi, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Tập trung. 1, 2, 2 rưỡi, 3. Bông nguyên luôn nè. Anh giỏi quá. Dạ. Bông nguyên luôn rồi. Anh giỏi thiệt, nhanh nhẹn quá. Nhưng mà chưa hết đâu, còn chơi nữa mà. Tôi chưa có nói hết mà. Tiếp theo sẽ là gì? Trên tay của mọi người đang cầm miếng thanh long đúng không? Đúng rồi cô chủ. Bây giờ tôi sẽ đếm từ 1 cho tới 3. Các anh phải nuốt hết tất cả những miếng thanh long ở trên tay. Nếu không sẽ bị phạt. Bốn miếng. Tán 50 cái. Bốn miếng. 1 2 3. Thôi dừng lại. Hết vui rồi. Cái gì mà tôi đi toilet không được hả? Hay là mấy anh muốn tôi nghĩ ra thêm nhiều trò chơi cho mấy anh chơi nữa hả? Nói cái chữ. Ủa sao bà còn đứng đây? Đi theo con vũ. Ca, đi vào trong đấy để cô chủ lại bắt chơi trò chơi là chết toi luôn á. Em sợ lắm rồi. Vậy là cuối tuần này mình được nghỉ ngơi rồi.
Quê, 5 phút nữa là ông thầy sẽ xuất hiện. Bây giờ mình vô làm nhanh nhanh cho kịp. Ừ, thôi, đi nha. Cho chị Viễn Hành là cái chị. Đấy. Rồi, ok. Thầy gái ơi, sao mày nói là ông ấy 5 phút nữa mới vô? Thì ai mà biết đâu. Thì bây giờ trốn đi chứ sao giờ. Thầy gái ơi. Ủa, giờ này đúng ra là có ông ở đây rồi. Sao nhức nhợt vậy? Vào quán. Ai? Ai đổ vô ăn trong phòng này? Thầy Quế, thầy bị sao vậy? Thầy có sao không? Tôi Bị tụt máu phải không? Không. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Được rồi, thầy giữ ở đây nè. Ai? Sao vậy? Thầy đổ vô ăn trong phòng hả? Em làm cái gì mà đổ vô ăn? Chứ ai? Ai đổ vô ăn trong phòng đây? Phải coi lại camera. Điện thoại đây kìa. Đâu của em trong túi nè thầy. Ai? Điện thoại từ trong đây. Ai? Thì ra chính các em là người đổ vào ăn trong phòng này. Chính các em. Nè, bình tĩnh thầy. Vô vô, vô vô. Không phải tụi em thầy. Chị chứ, chạy vào ăn kìa. Được rồi. Các em hại tôi, em sẽ phải trả giá. Đây sẽ là đầu trả thù chí mạng. Ông thoa lên, trúng chỗ nào, rụng chỗ đó. Vậy là ông ấy sẽ không còn sợi tóc nào sao? Thôi, từ từ được cái cảnh mà ông thầy hot boy trường mình. Cái đầu chùi lưỡi như cây củi. Tôi đã có một món quà ở trong đấy. Quà gì? Một bộ tóc giả. Thôi, đi về thôi. Ê, sao Nhiên về vô Nhiên vậy? Làm gì? Ở lại thoa chứ. Trời. Ông thoa đi. Thôi, ông thoa đi. Thôi, tại sao tôi lại phải thoa? Tại vì ông ghét ông hơn tôi mà. Ông thoa đi. Thoa đi, tôi canh cho. Ê, mà khoan, coi chừng cái này rớt trúng chân ông á. Tại vì nó rớt trúng chân ông là ông thành dòng không lo luôn á. Hả? Cái dòng không lo là cái gì? Cái dòng lòng á. Ông thoa đi, tôi canh cho. Phi hả? Có hai cái muốn thoa, cái nào thoa, cái nào cũng được. Đại đi, ông phải moi móc hết hận thù trong lòng ông bao nhiêu năm qua. Ông chay, ông chét đều cái nón, không trong nón từ trong ra ngoài cho tôi. Sao thối thế? Thì thối thì nó mới rụng tóc chứ. Thối thế này làm sao mà đội được? Bây giờ chay nó thối chứ lát hậu nó thơm liền à. Bảo vệ tới. Ôi, lẹ quá vậy. Ê, ôi, quần xịn nha. Tôi vừa phải đi kiếm cái quần mới đấy. Ôi, sao vậy? Chẳng lẽ mặc cái quần hoa kìa, ui, đùi của tôi trắng, con gái thấy hơi xấu hổ chứ. Sao xạo hoài, quái muốn chết mà sao xạo hoài. Wow.
Ơi ơi ơi, kèo này ngon nha. Chân dài tới nách. Ấy, chân dài tới nách là chó ông nội ơi. Chân dài miên man. À, đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Sẽ. À, cái kèo này á, ông nhường cho tôi đi, tại vì ông có bà quanh rồi. Nhưng mà tôi thấy ông không phải gu của em ấy đâu. Thì ông nhìn kìa, chân em đấy dài miên man. Ông sai. Ông gu của em đấy. Ông sai rồi. Thời buổi bây giờ con gái ai mà nhìn vô cái chiều cao của sắc dốc. Người ta nhìn vô chiều cao của trí tuệ, của trí não, ok. Đây coi tôi nè. À, người đẹp ơi, rớt đồ kìa. Có rớt cái gì đâu. Đây nè. Thổng thức. Chào anh. Ủa, em chứ à? Anh. Thôi mình kêu bằng anh đi. Thì anh cũng xin tự giới thiệu với em, anh tên là Trần Hồng Phi. Đây là cặp visit của anh. Đây có cả số điện thoại của anh trên đó. Thì hiện tại anh có 1000 ý tưởng đó. Thì một trong 1000 ý tưởng đó là phát hiện và phát triển những talent có tiềm năng về lĩnh vực thời trang. Thì không biết em nghĩ như thế nào về nó nha. Dạ em thấy không thích. Ủa sao vậy? Cũng có nhiều người mời em rồi, nhưng mà mấy cái này em không thích. Em thích võ may thái à. Ê, may thái là của tôi. Em thích may thái đúng không? Dạ. Thế còn em nghĩ sao về bóng rổ? Em không thích bóng rổ luôn. Tại vì em giới tay tới cái rổ rồi. Ủa, vậy hai anh muốn gì? Muốn rủ em đi xem phim? Hay là đi uống nước? Hay đi ăn? Hình như là em ấy thích hai đứa mình rồi đó. Chuyện hợp này giờ sao vậy ta? Không ấy nói thẳng đi. Nói thẳng đi hai đứa. Để bị nói cho mà nghe. Hai đứa bây giờ còn nhỏ lắm. Lo mà học đi. Đừng ở đó mà được nhiều cái. Lên. Phi. Dạ. Thầy. Tụi em làm cái gì vậy? Ghẹo người ta hả? Không có. Nè hai đứa. Để Mị nói cho mà nghe một lần nữa. Đây mới là gu của chị nè. Chào thầy. Thầy là giảng viên của trường đại học Hoa Sen đúng không? Đúng rồi. Nhìn thầy vậy chắc mốt em đăng ký vô đó học quá à. Cảm ơn em. Dò này là sao? Là dò con kiến hả? Hai đứa làm gì vậy? Về trường đi. Em đi tập bóng rổ. Dạ em đi tập trung, em đi tập. Phi. Dạ. Quay lại. Tối ngày lâu quảng cáo có gì không à? Về trường. Thầy Huệ đang đợi em kìa. Ủa chi nữa thầy? Hình như là bản kiểm điểm đã viết sai đó. Nó hoài vậy. Đi. Thôi. Đi. Lên xe đi, thầy chở cho. Lên. Thôi thầy. Chán quá. Ui, nó thú gì trời. Gọi thầy. Ê. Mấy năm rồi ông chưa gội đầu hay sao đấy? Mà gãi đầu từa lưa rồi tóc tai tùng lum rồi hết cả da đen. Ui. Ai biết. Ngày nào tôi chả gội đầu. Mà không hiểu sao ở đây đầu ngứa với cả tóc rụng nhiều vãi. Từ lúc mà tôi đợi nội cái nón của ông Phi kìa. Ê. Nón của ông mấy năm rồi chưa giặt vậy? Ai biết đâu, nón nó của thầy Khải mà. Hôm bữa thầy Khải chở tôi về rồi xong tôi đem cái nón lên trả là ông giật luôn á. Alo, anh nghe nè. Ok, 10 phút nữa có mặt. Ui, xin lỗi nhá. Ừ. Ôi trời. Ông đi kiểu gì vậy? Ông đi đâu gấp vậy? Tôi đi gặp ông anh. Ừ, cái gì? Không có mũ hả? Phi. Hả? Cho mượn cái mũ cái coi. Không có được. Thôi, cho mượn chút đi. Không có được. Đừng vội. Ê, vậy nhớ trả thầy Khải giùm tôi nha. Ui. Anh niên bây giờ hấp tấp quá. Trời ơi, chết tôi rồi. Gậy ông đập lưng ông. Có cách nào giúp tôi không? Thì chuẩn bị lên mạng kiếm bộ tóc giả đi là vừa. Trời ơi, chuyện gì vậy? Sao vậy? Trời ơi. Mời cô chủ.
Chào em. Còn giận anh hả? Thôi cho anh xin lỗi nha. Ngồi đây đi, anh kêu nước cho em rồi. Nước của em đây. Rồi, anh muốn nói gì thì nói đi. Thì anh chỉ muốn hỏi thăm em thôi. Chú có dặn anh là em muốn đi đâu chơi thì dẫn em đi cho khuây khỏa. Giờ em muốn đi đâu nè? Tôi bị nhốt ở nhà riết cũng quen rồi, không có muốn đi đâu nữa hết á. Thì chắc là buồn lắm. Hey, không có chơi cầu hôn nha. Ông chủ dặn là ra đây để nói chuyện thôi nha. Từ từ nha. Người lớn biết phải làm gì, đứng yên đó được rồi. Chỉ là một món quà nhỏ tặng em thôi, mong là em vui. Mở ra đi. Em thấy sao? Nhìn cũng đẹp đó. Thích thì em đeo thử luôn đi. Để cảm ơn anh, tôi sẽ giới thiệu cho anh biết một người thân của anh mới về Việt Nam. Một người thân của anh mới về Việt Nam à? Người thân của anh đang ở nước ngoài hết mà. Đợi tôi một chút. À, thì ra là em cũng tìm hiểu về anh hả? Ý của em là? Là con gián đất, sống dai, sống dở, giết hoài mà không có chết. Cảm ơn anh nha. Chị, em có cái này tặng cho chị, chắc là hợp với chị lắm đó. Màn vừa rồi cảm động lắm. Cô theo dõi tôi à? Chắc anh quan trọng. Tôi đang đợi người vô tình nghe được câu chuyện theo đuổi công chúa của anh thôi. À, cô đang chờ cái chàng giảng viên nghèo mặt rẹp của mình đấy hả? Đúng là ảnh nghèo hơn anh nhiều, nhưng ảnh không bao giờ so sánh tôi với Gián. Cô... thôi được rồi, ta cũng nên dành chút tình cảm cho nhau, để em còn đi đám cưới của anh với Oanh đấy chứ. Tôi cũng đang chờ một ngày anh lấy được người đẹp đó đây. Thì em cứ chờ xem. Ly. À, anh Khải. Em đợi anh lâu chưa? Em cũng mới tới thôi. Bộ sinh viên bên anh đã có vấn đề hả? À không, à thật ra thì cũng có, nhưng mà thôi cái đấy không quan trọng. Tuần sau anh rảnh ngày nào? Bài kế hoạch của thầy nè thầy. Ừ, cảm ơn em. Thầy ơi. Sao? Có chuyện gì vậy? Tụi em quậy phá thầy cô nào nữa đúng không? Nó, suốt ngày thầy cứ nghĩ xấu về tụi em hoài à. Bữa giờ tụi em lo học, rồi lo nhảy nữa, thời gian đâu nữa mà. Vậy thì có chuyện gì? Thầy, thầy có cái cách nào để mà đối phó với mấy cái người mặt dày suốt ngày cứ đeo bám theo người ta không thầy? Em đang nói tới ai vậy? Khánh Toàn đó hả? Chuyện này á, mấu chốt lỡ ba em. Em mà không thích á thì em về nói chuyện với ba em là được rồi. Nhưng mà em nói chuyện với ba em được thì em đâu có hỏi thầy làm cái gì đâu. Alo, cô Ly hả? Em tan làm rồi, tiện đường em qua trường đón anh rồi mình tới đó luôn nha. À, thôi không cần đâu, tôi tự đi được rồi. Vậy ha, ok, bye em. Quanh, còn chuyện gì nữa không? Thầy giải quyết cho. Đâu có chuyện gì đâu, em không muốn làm phiền thầy hẹn hò. Cô chủ, cô chủ, tôi thắc mắc hoài à. Hôm nay cô chủ ăn mặc đẹp, trang điểm rất là đẹp, mà lại chưa gặp cậu Toàn nữa chứ. Tôi không hiểu luôn. Anh im đi, có gì hỏi ba tôi đi rồi biết. À, thì ra là bị ông chủ ép. Chào em.
Hôm nay em đẹp lắm. Cô chủ tôi lúc nào cũng đẹp hết á. Cả nhà tôi ai cũng đều đẹp, ngoại trừ tôi. Chú cũng đẹp lắm. Nhưng mà trong không gian này thì chỉ cần một người đẹp thôi. Hiểu. Anh muốn đuổi khéo tôi chứ gì? Chú không chỉ đẹp mà còn thông minh nữa đó. Anh yên tâm đi, không gian này sẽ rất là an toàn. Tôi đã cho đàn em 3 rem hết nguyên cái nhà hàng này. Một con muỗi nhỏ xíu cũng không thể nào mà lọt vô được. Sao anh lại đây? Sao lại trùng hợp thế nhỉ? Anh đừng có cố tình chọc tức tôi. Thôi mà, chỉ là một bữa ăn, ăn sao cũng được hết á. Đó, thầy Khải nói là không có vấn đề gì mà. Em còn nặng nhẹ làm gì? Mời mọi người vào. Em ăn đi. Mời em. Đây là rượu ngon nhất của nhà hàng đó. Uống đi anh, rượu mới đây cũng ngon lắm á. Mà phải công nhận là em đẹp thiệt. Từ đó đến giờ ngoài mẹ anh ra thì em là người đẹp nhất. Xin lỗi anh Khải, đáng nhẽ ra hôm nay chúng ta có thời gian riêng tư để nói chuyện với nhau, không ngờ lại phải nghe những lời tán gái nhàm chán như thế này. Không sao đâu, anh chỉ muốn thưởng thức món ăn ngon ở đây thôi. Em cứ tận hưởng, mặc kệ xung quanh đi. Mời anh. Mời em. Thôi em ăn đi, chắc là em đói lắm rồi đúng không? Để anh cắt thịt bò cho em nhé. Nhưng tôi không thích món này. Chứ bây giờ em muốn ăn món gì? Tôi muốn ăn thịt kho trứng, cá chê chiên nước mắm, rau muống xào tỏi, đậu hũ chấm mắm tôm. Tôi rất là thích mắm tôm. Nếu không có mắm tôm thì tôi đi. Thôi được rồi, anh sẽ gọi mắm tôm cho em. Em muốn cái gì cũng được, thịt khủng long cũng có cho em luôn. Đợi chút xíu. Em có chuyện muốn nói với anh đúng không? À đúng rồi, vốn dĩ em muốn hẹn anh ra đây là để nói với anh là mình quen nhau cũng được mấy tháng rồi đúng không? Đúng rồi, từ khi em vào khoa của anh tìm sinh viên thực tập đó. À, cũng chính vì lý do đó mà em rất là thích tính cách của anh. Thích cách mà anh đối xử với các bạn sinh viên, cũng như là anh đối xử với em. Mỗi lần nói chuyện với anh em cảm thấy rất là vui. À, không biết là anh Khải đây có bạn gái chưa nhở? Nếu chưa có bạn gái thì có thể là bạn trai của em được không? Cảm ơn em đã coi trọng anh, nhưng mà anh nghĩ là anh với em làm bạn sẽ tốt hơn. Anh có bạn gái rồi à? Không phải. Một người phụ nữ đẹp và thành đạt như em sẽ tìm được một người tốt hơn anh. Em sao vậy? Tự nhiên em thấy khó chịu quá à. Em có sao không? Chắc là xin phép anh em đi. Để anh đưa em đi. À, thôi, anh ngồi đó đi. Tôi đi nhà vệ sinh mà, chứ không bỏ trốn đâu. Quên. Thầy ơi, quên. Đau bụng. Em sao vậy? Em bị cái gì? Em đau bụng quá, thầy đưa em đi liền thầy ơi. Được rồi, đi. Quán tôi xin lỗi nha. Quán ơi, thầy ơi, thầy ơi, đau quá. Tôi nghĩ anh có cố gắng nữa thì cũng vô ích thôi. Cô cũng xem lại mình đi. Cô cũng bị từ chối thẳng thừng còn gì. Anh, mẹ cà, lia một đường muối qua, lia một đường chanh lại trầu. Ô em nói đầu luôn, có sợ để ca cả đời luôn. Ác quá. Nhưng mà anh Quang không thích máu me. Và cái làm tao dai mắt nhất là cái này à. Ở đó. Sao tự nhiên Sang lại bỏ thi vậy? Em đâu có biết đâu thầy. Em đang ngủ mà. Đã bảo